Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 8, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tại Seoul, Hàn Quốc. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị còn có ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Lý Xương Căng, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Hiệp hội Du lịch Seoul, các tập đoàn, cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp lữ hành của Hàn Quốc. Theo thông tin tại hội nghị xúc tiến du lịch Bà Rịa Vũng Tàu tại Seoul, đến tháng 7 năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đón và phục vụ khoảng hơn 10 triệu lượt khách, hơn 150.000 lượt khách quốc tế lưu trú. Trong đó, lượng khách du lịch đến từ Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 22.000 lượt khách. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cam kết sẽ đồng hành với các địa phương, doanh nghiệp du lịch, xây dựng các chính sách ưu đãi, các chương trình, sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của người Hàn Quốc, nhằm kích cầu các doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc đưa khách đến Bà Rịa Vũng Tàu, nhất là các chương trình kích cầu, gói ưu đãi cho mùa đông sắp tới của Hàn Quốc. Với việc xác định du lịch là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu định hướng phát triển trục động lực kinh tế du lịch tại khu vực ven biển phía Đông Nam, tiêu biểu như chuỗi đô thị du lịch Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Lộc An, Hồ Tràm, Bình Châu và khu du lịch quốc gia Côn Đảo. Song song đó, tập trung kêu gọi đầu tư để phát triển trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế với 25 dự án có quy mô lớn phức hợp về du lịch, với mũi nhọn là tập trung phát triển các loại hình du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng biển, du lịch gắn với sức khỏe, du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử và du lịch cộng đồng, đặc biệt là du lịch thể thao. Trong đó tập trung phát triển mạnh loại hình golf. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có các sân golf The Flood Brand Hồ Tràm, Paradise Vũng Tàu, Sonadizi Châu Đức và trong tương lai sẽ thúc đẩy xây thêm từ 4 đến 7 sân golf mới, nâng tổng số lên 10 sân để phục vụ du lịch gắn với nhu cầu chơi golf. Các khu vui chơi giải trí tập trung quy mô lớn và các tổ hợp du lịch dịch vụ chất lượng cao đẳng cấp quốc tế. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cam kết tạo thuận lợi để các nhà đầu tư của Hàn Quốc đến đầu tư phát triển sản phẩm du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu và các tập đoàn đang đầu tư tại Việt Nam, đưa chuyên gia, cán bộ, công nhân viên đến du lịch đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dịp này, đại diện các doanh nghiệp du lịch ở Bà Rịa Vũng Tàu đã giới thiệu những sản phẩm dịch vụ du lịch tiêu biểu, đặc sắc, hấp dẫn và các chương trình kích cầu du lịch đến các đối tác Hàn Quốc. Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Hiệp hội Du lịch Seoul Hàn Quốc, The Brand Hồ Tràm Strip và Hana Tour, Madison Group, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và công ty Treasure Hunter Korea, Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới.